Rồi, anh hướng dẫn cho mấy đứa, mấy các bạn viết bài trong cái trang Tremlin nha. Đầu tiên á là các mục ở trong cái mục của giới thiệu và tuyển dụng này nè. Tremlin làm nhìn sứ mệnh nè, TeleSale chuyên viên admin nhé. Thì các đầu tiên các bạn là vô cái link mà admin quản trị Tremlin, xong là anh đã đánh bắt mật khẩu vào. Đó, như anh đã gửi rồi đó. Thì tất cả những bài đó thì nằm ở trong cái link là trang nha, trang vô trang ở đây. Đây là tất cả những cái bài mà làm ngoài trang chủ đó là để cho này đỡ lý admin chuyên viên TeleSale đấy giới thiệu mọi thứ. Ví dụ như các bạn muốn sửa cái bài trợ lý admin này nè, các bạn thấy không hợp lý, không đẹp á, thì ngay đây trợ lý admin nha, vô đây giúp vô là nó hiện ra cái bài viết trợ lý admin nhé. Đây là cái mẫu để sẵn, anh viết sẵn này. Rồi các bạn muốn sửa lại cái bài này thì các bạn vô trang, vô trợ lý admin nhấn chỉnh sửa. Rồi đây là cái nội dung ở trong này nè, ví dụ bạn muốn chỉnh sửa như thế nào đó thì chỉ vào đây sửa nha. Đây ghi nội dung vào, hình ảnh vào. Rồi ok, đây, hình ảnh nội dung bạn chỉnh sửa. Rồi sau khi các bạn chỉnh sửa xong rồi á thì các bạn vô đây cập nhật. Rồi thì ra ngoài cái bài trợ lý admin nó sẽ sửa lại trang như các bạn đã cập nhật ở trong đó. Đây, ra bài trợ lý admin thì trong đó, trong cái chữ trang đó thì có sửa những bài này, tem lên này, tầm nhìn xuống mình nó chữ cốt lõi nè, TeleSale chuyên viên trợ lý admin. Đấy là năm cái mục này á, thì nó sẽ nằm ở trong trang nha. Các bạn vào trang đây có nhận bài, các bạn điền nội dung vào cho nó phù hợp với mình. Cái đó anh chỉ lấy mẫu thôi. Rồi tiếp đến là qua cái mục mà bốn cái mục chính của mình á, là đất nền nè, căn hộ nè, shop house, nghỉ dưỡng, thì những cái mục này các bạn viết ở đâu? Bốn cái mục này là nó nằm ở trong cái mục dự án. Đây dự án đây. Này, tất cả bài dự án mà trong này. Đấy, các bạn làm sao viết bài mà được từ 90 điểm trở lên màu xanh như này là tuyệt vời. Đấy, giả sử ví dụ như bài nãy cái bài xuyên số điều phí liệt info, các bạn này chỉnh sửa cho các bạn coi nha. Thì nội dung của cái bài nó thì nằm ở đây, tất cả nội dung đều nằm ở trong cái này hết trơn á. Đây là cái công cụ để sửa này, ví dụ canh điều rồi cỡ chữ rồi đó đó. Thì cái nội dung để viết cái bài này á, thì các bạn có thể nhờ biên hướng dẫn, hoặc là để nào anh quay video hướng dẫn viết bài cho các bạn này trong nội dung đây. Rồi lưu ý, ví dụ như cái bài này là thuộc cái dự án nghỉ dưỡng thì các bạn phải tích vào, sau khi viết xong phải tích vào cái nghỉ dưỡng này đấy, và tích vào cái dự án. Tích vào cái dự án thì nó sẽ hiện ra đâu? Thứ nhất á, tích vào dự án thì nó sẽ hiện ra một dự án này. Nếu các bạn không tích vào nghỉ dưỡng thì chỗ này nó không hiện ra đâu nha. Và nghỉ dưỡng thì nó nằm ở trong thư mục nghỉ dưỡng đây, bạn thấy không? Rồi ví dụ như shop house thì nằm trong thư mục shop house, căn hộ thì nó nằm trong thư mục căn hộ, và đất nền thì nó nằm trong thư mục đất nền như này. Rồi lưu ý các bạn, nếu bài gì về nghỉ dưỡng nè, đất nền và shop house thì các bạn nên tích thêm cái chỗ ô dự án. Còn đối với căn hộ thì chỉ tích mỗi căn hộ thôi. Đấy, tí nữa mình là ví dụ cái bài căn hộ cho các bạn. Rồi đây là điểm sale của bài viết nè, 97/100 nè, cố gắng viết 100 điểm thì càng tốt. Đây là những cái từ thẻ từ khóa mà các bạn, đây là những từ chính để ví dụ người ta search ra vào website mình đó. Rồi ở dưới này là hình đại diện nè, hình đại diện là cái hình này nè, đại diện là cái hình hiện ra đó nha. Rồi sau khi viết nội dung xong hết rồi, các bạn kéo xuống cùng, viết cùng đây. Cái chỗ này quan trọng để sale nè, là điền nội dung nè. Thì cái này là anh sẽ nhờ bị hướng dẫn cho các bạn nha. Ví dụ như là đây là tiêu đề nè, đây là cái link nè, để đi tới tiêu đề này, bài này. Và đây cái mô tả nó hiện Google. Đây là những từ khóa chính để người ta viết vào, bao nhiêu từ cũng được, nhưng mà thường thường anh sẽ để 5 từ, 4-5 từ gì đấy.
Đây là những công cụ chấm điểm của nó, cái gì tốt, cái gì chưa tốt thì nó hiện ra này. Ví dụ hôm nay chưa tốt nè, hình của bạn không chứa từ khóa nè, đó quên, cái này chưa tốt. Rồi tiêu đề của bạn không chứa chữ nè, rồi ok. Rồi để ngoài này các nội dung này, vị trí, loại hình và giá là các bạn ghi ở đây, vị trí ghi ở đây, loại hình mà ghi ở đây, giá ở đây, thì nó sẽ hiện ra đây này, nó hiện ra như thế này luôn. Rồi cái đoạn này là cái đoạn cuối của cái bài viết, nhớ coi bài viết nha, kéo xuống cuối cùng. Đây đây là cái đoạn kế bên cái form mà người ta liên hệ. Rồi chỗ này là hotline, hotline header nghĩa là sao, cái từ hotline này nó nằm ở trên cùng này, cái hotline đó nằm cùng này, và cái hotline dưới này á thì nó lại nằm ở dưới cùng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Đây, nội dung một bài về dự án như vậy thôi. Lưu ý là nó sẽ viết chung cho tất cả mục nào, đất nền, căn hộ, shop house và nghỉ dưỡng. Đấy, đất nền, shop house và nghỉ dưỡng thì các bạn tích vào cái ô dự án, còn đối với căn hộ, ví dụ thằng này nè, căn hộ đối với thằng này thì các bạn chỉ tích vào chỗ căn hộ thôi nha, tại vì căn hộ nó không thuộc cái dạng dự án. Chỉ cái ba cái lĩnh vực nghỉ dưỡng, đất nền, shop house thì bạn tích thêm một dự án nữa. Rồi ok chưa? Rồi okay. Bạn viết xong rồi thì bạn cập nhật thôi, cố gắng viết thêm tới 10 điểm. Đấy là bốn cái mục này. Rồi tiếp tục là các mục nào, mục tin dự án, tin thị trường, tin sự kiện, thông tin quy hoạch. Bốn cái thông tin này các bạn viết ở đâu thì các bạn ra ngoài cái chỗ bài viết này, bài viết đấy, tất cả đều nằm trong một bài viết này. Ví dụ như mở một bài cái mạng tên nha, đây thì khi viết bài xong á thì bạn có quyền tích là tin dự án nè, tin dự án, tin sự kiện, tin thông tin học, tin thị trường. Đây bốn loại nha, tin dự án nè, tin sự kiện, thông tin học, tin thị trường. Rồi còn mấy cái chuyên mục này thì không cần viết, mấy mục này là không có thích chờ nhé, chỉ có bốn cái thôi: tin dự án, tin sự kiện, thông tin học. Ví dụ như bài viết này thuộc tin sự kiện thì thích vào tin sự kiện, tin đi học thì thích vào tin đi học, tin thị trường thích vào thị trường, tin dự án thích vào tin dự án ha. Rồi này. Còn một cách viết thì y chang như bài kia. Rồi tiếp tục ở đây nó có hai mục là bất động sản bán, chuyển nhượng và bất động sản cho thuê, thì nó hiện ở đâu ạ? Bất động sản bán, chuyển nhượng và cho thuê nằm ở đây nè, bất động sản bán này, bất động sản cho thuê này. Thì đối với các bạn mà làm ví dụ như là cho thuê may home, ví dụ như mã căn R01 chẳng hạn đi, may home, thì các bạn viết bài vào đây các bạn. À, và viết bài đó thì các bạn vào một mặt bằng này, các bạn viết nha, ví dụ mặt bằng đây, cách viết mặt bằng đây, ví dụ như đây nội dung viết mặt bằng nha. Đây ví dụ như bài này là bài thuộc bài bán thì phải tích vào cái chỗ bán, cho thuê tức là cho thuê. Vị trí ví dụ như thằng này thuộc gì, thằng kia là xã phường An Thới, tích vào phường An Thới ha. Rồi diện tích là bao nhiêu mét vuông, tích vào khoảng bao nhiêu, giá bao nhiêu, tích vào giá bán cho thuê này. Bạn tích vào đây để làm gì ạ? Để khi mà khách hàng người ta tìm kiếm bằng cái là bằng cái sập mặt bằng này, ví dụ như người ta cần người ta thuê, người ta cần ở quận 1 đúng không, người ta sập ra thì nó sẽ hiện tất cả những bài phù hợp vào đây. Đấy, cho nên cái thông tin này các bạn ghi chính xác, thì khi mà khách hàng sợ đó, thì nó sẽ ra những cái bất động sản mà phù hợp với mình. Đấy ok chưa? Rồi rồi khi cái mặt bằng những thông tin này á, thì nó nằm ở đâu mình sẽ ghi vào trong cuối bài nè. Đấy, địa chỉ, diện tích, kết cấu, điện thoại, giá bán, đây mọi thứ làm sẵn rồi, bạn ghi vào đây thôi. Ví dụ như là May Home thì địa chỉ là mặt căn chẳng hạn, R02 dự án My Home Phú Quốc, diện tích 150 m², kết cấu 1-2 lầu, số hotline là số các bạn căn đó. Ví dụ như bằng Thắng nắm chủ thì ghi số bằng Thắng vô, bằng Trinh nắm chủ ghi số bằng Trinh vô chẳng hạn, đúng không? Rồi giá đây rồi đó là các thư mục bán và cho thuê. Rồi ok.
Vậy là hầu như là đầy đủ. Còn cái chỗ video nè, thì khi mà đây cũng có một video cho các bạn luôn, các bạn viết video thì cũng nằm ở trong này bài viết luôn nha. Video nằm đây luôn nha. Đây có cái ô tích video Phú Quốc này, thấy chưa, tích vô đây. Nếu mà bài viết là video á, đây nội dung là bỏ cái video này. Thường thường các bạn làm video YouTube xong rồi bạn cập nhật tiến độ này nọ á, thì bạn để vào đây, xong rồi tích vào ô video thì nó sẽ hiện ra video đây cho các bạn nha. Đây rồi, ok. Facebook các bạn có fanpage thì báo mình sẽ nhập vào đây cho bạn. Rồi các bạn cứ biết cái dự án mới còn khắc mục trên này để đưa vào trên này thì cứ nhắn cho mình sẽ đưa từng cái mục lên đây cho các bạn cho nó đẹp như vậy luôn. Đấy, mục đẹp như vậy. Ok, cái bài hướng dẫn của Teamland đến đây là hết nha. Có gì thì các bạn cứ liên hệ mình nhé.